Mi Lan thân mến, kính chào quý khán thính giả của đài VNA TV 57.3 đến với chương trình Phố Việt ngày hôm nay cùng với Mỹ Lan. Kính thưa quý vị, Mỹ Lan và nghệ sĩ Tuấn Châu đang có mặt tại nhà hàng Caravan 888, là một nhà hàng mới vừa khai trương trong khu Lido Sài Gòn của chúng ta. Kính thưa quý vị, nói đến nhà hàng Caravan 888 là một nhà hàng chuyên về các món ăn hải sản tươi sống bơi lội trong hồ như là tôm hùm nè, cua, cá, ốc vòi voi, tôm đỏ và những món hải sản khác. Và ngày hôm nay Mỹ Lan và anh Tuấn Châu đã có mặt trong nhà hàng này để cùng giới thiệu đến quý vị khán thính giả của chúng ta. Chào anh Tuấn Châu. Chào Mỹ Lan, chào tất cả quý khán giả của đài VNA TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mà anh Tuấn Châu có mặt tại nơi này đó là tại vì Mỹ Lan được biết rằng là anh Tuấn Châu cũng là một thành viên trong ban giám đốc của nhà hàng này. Và ngày hôm nay đó là lý do mà anh Tuấn Châu cùng với Mỹ Lan mới là giới thiệu đến quý vị những món ăn rất là đặc biệt của nhà hàng. Thưa anh Tuấn Châu, nhà hàng này vừa mới khai trương ra thì anh nhận xét đây là một nhà hàng như thế nào để mà anh có thể như là gửi đến cho khán thính giả những món ăn thật là ngon miệng đặc biệt thưa anh? Tuấn Châu muốn nói về đến nhà hàng Caravan 368 là một cái nhà hàng cũng mới đây để khai trương, với tính cách là một những món ăn cơm gia đình, nào là ốc vòi voi đủ thứ hết trong tất cả món ăn cơm gia đình, thì đây là một có một cái đầu bếp rất là giỏi mà người em gái của Tuấn Châu đã mời về được làm việc với Caravan 368. Thì Tuấn Châu cũng rất là mong quý vị khán giả đến với nhà hàng Caravan 368 để ăn những món cơm gia đình, những đồ ăn rất là ngon mà đặc biệt rất là xèo. Vâng, thưa quý vị, ngoài những cái món như Mỹ Lan thấy ở trong cái menu này là gà hấp muối Quảng Châu nè, rồi lẩu giò heo nấu chao, cua hoàng kim kiểu Việt Nam, thì ngoài những cái món đặc biệt này rồi thì nhà hàng Caravan 368 còn có món đặc biệt mà Mỹ Lan thích nhất nha, đó là vịt quay Bắc Kinh. Quý vị đã ăn vịt quay Bắc Kinh rồi thì quý vị không thể nào mà quên được ở Caravan 368 này. Và còn có món như là điệp xào Tứ Xuyên nè, rồi đồ biển trên vị sắc nè, cá hấp kiểu Tiều Châu, mì, hủ tiếu, đặc biệt là xào với tôm càng. Và Tuấn Châu không quên vì ăn cái món gà 368 ở nhà hàng Caravan này rất là ngon. Nó vừa hấp mà vừa xé ra cái dĩa gà rất là ngon. Thành ra quý vị khán giả đến đi, đến với nhà hàng Caravan 368 sẽ thấy những món ăn mới lạ do đầu bếp trứ danh mà gia đình đã mời được. Vâng, thưa quý vị, được biết rằng là những cái đầu bếp mà từ Hồng Kông và Việt Nam mà nhà hàng mời đến được sẽ cho chúng ta những cái món ăn thật là ngon miệng. Và thưa anh Tuấn Châu, Mỹ Lan nhận thấy nơi này khung cảnh rất là ấm cúng nè, trang nhã, lịch sự, rồi cũng có sân khấu, rồi có sàn nhảy khiêu vũ nữa. Như vậy là nhà hàng cũng ngoài những cái món ăn gia đình với những cái khẩu phần Việt Nam của chúng ta thì cũng có nhận đặt những cái tiệc tùng đám cưới hay là sinh nhật này kia không anh? Tuấn Châu cũng muốn nhắc đến cái nhà hàng Caravan 368 này thì quý vị khán giả có thể có những cái buổi tiệc sinh nhật hay là họp mặt trong gia đình, có thể 5-7 bàn, 10 bàn thì đây là có sân khấu, có cái sàn nhảy để mình vui chơi. Thì hy vọng quý vị khán giả có thể đến 368 Caravan thưởng thức một lần để nhớ hoài. Và chúng ta hãy đến nhà hàng Caravan 368 để ủng hộ cho anh Tuấn Châu nha quý vị. Nhà hàng 368 này đó tọa lạc trên đường Edinger, tức là 5015 West Edinger, góc đường Euclid và đường Edinger, bên cạnh cái nhà Imerobe rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta, và cái chỗ Mom nữa. Quý vị hãy đến đây với số điện thoại gọi đến để mà đặt tiệc hay là họp mặt sinh nhật vân vân, 714-426-8082, 714-426-8082 nha quý vị. Caravan 888, sale tôm hùm, tôm hùm mì xào chỉ có 6.95 một thao, lunch special 4.99 và phi nước bồ công anh, pha chế đặc biệt giúp lọc gan và hạ đường trong máu. Kính mời quý khách ủng hộ phòng ăn tối vừa mới tân trang Caravan 888 tại nhà hàng Emerald Bay ngay góc Euclid và Edinger, với các món hải sản tươi sống bơi lội trong hồ như tôm hùm, cua, cá, ốc vòi voi và tôm đỏ vân vân. Đầu bếp Caravan nổi tiếng từ các bến cảng Hồng Kông chắc chắn sẽ nấu hầu quý khách những món ăn khoái khẩu và bổ dưỡng. Đặc biệt có cơm phần gia đình, canh chua cá kho tộ và nhiều món cho từ 2 tới 10 người ăn giá rẻ không ngờ. Caravan 888 nhận tiệc sinh nhật hợp mặt có sân khấu và sàn nhảy. Caravan 888, địa chỉ 5015 West Edinger Avenue, Suzy, Santa Ana, California 92704. Ở số điện thoại 714-426-8082, 714-426-8082. Kính thưa quý vị, và bây giờ Mỹ Lan mời quý vị cùng gặp gỡ với Bích Liên là chủ nhân của nhà hàng Caravan 368 để chúng ta cùng tìm hiểu xem nhà hàng Caravan 368 này có những cái món ăn gì đặc biệt gửi đến cho đồng hương của chúng ta nha quý vị. Mỹ Lan chào Bích Liên. Em chào chị Mỹ Lan.
Dạ em chào quý khách về truyền hình. Bích Liên ơi, lúc nãy Milan có giới thiệu đây là một cái nhà hàng mới vừa khai trương, nhưng mà nếu mà nói rằng là mới khai trương thì chắc chắn rằng là sẽ có những cái chương trình gì rất là đặc biệt để gửi đến cho đồng hương của chúng ta, phải không Bích Liên? Dạ đúng rồi chị. Dạ hiện giờ thì tháng đầu tiên nhà hàng khai trương á chị, thì 3 ngày đầu thì em đã ớp 50%. Và tiếp theo nữa hiện giờ thì em có là tôm hùm xào đặc biệt mà chỉ có giá 6 đồng 95 thôi. 6 đồng 95 cho một pao. Dạ, cho một pao. Như vậy là khi mà quý vị nào mà lấy tôm hùm mà xào với mì hay là xào với hủ tiếu mà chỉ tính có 6 đồng 95 là tính luôn cái tiền công nấu nướng luôn. Dạ, đúng rồi, dạ lên cái gì đó là 6 đồng 95 một pao thôi. Dạ, cho cái tháng đầu tiên của em. Như vậy là còn cái gì đặc biệt hơn nữa không hả Bích Liên? Nhưng mà Milan nói thiệt nha, mình ăn tôm hùm vô rồi dầu mỡ như vậy rồi thì mình phải có gì đặc biệt để mà có thể giúp đỡ cho cái vấn đề mà dầu mỡ của mình không hả Bích Liên? Chị Milan đừng có lo, ở nhà hàng này thì đặc biệt có cái là khi mà dầu mỡ này ăn mấy cái đồ biển đồ này kia, nhưng mà nhà hàng lại có một cái nước bồ công anh là để giúp cho quý khách lọc gan nè, trị tiểu đường nè, nó còn trị nhiều thứ bệnh nữa chị, cho nên là chị Mỹ Lan với quý khách đừng có lo khi đến nhà hàng 368 Caravan, dạ thì sẽ có cái nước đó uống để mà giải lại mấy cái kia. Dạ vâng, thưa quý vị, đúng như vậy là vì Mỹ Lan thường xuyên giới thiệu những cái loại sản phẩm về dược thảo. Thì Mỹ Lan được biết là bồ công anh là một cái loại dược thảo nó rất là quý hiếm và rất là đặc biệt, khi mà quý vị đặc biệt với là cái nước bồ công anh mà do nhà hàng đặc chế pha chế ra theo kiểu của nhà hàng, thì quý vị uống cái nước bồ công anh này vô được free nha quý vị, thì quý vị có thể giảm được cái lượng mỡ, lượng đường trong máu chúng ta, giúp cho sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Tuy là chúng ta ăn những cái món dầu mỡ nhưng thực sự không có dầu mỡ nhiều, với một cái cách nấu và với những cái tay đầu bếp chuyên môn đến từ Hồng Kông, Việt Nam mà nhà hàng đã mời đến. Nhưng mà Bích Liên ơi, ngoài những cái món ăn đặc sản, nhưng cái ngày khai trương là tôm hùm chỉ có 6 đồng 95 cho một pound, thì ngoài ra chúng ta còn có những chương trình gì đặc biệt cho đồng hương của chúng ta nữa không? Dạ có chị Milan, em ở đây em có làm cake lên facial cho mà những cái người đi làm nail, làm hãng, khi mà họ ở nhà họ bận bịu họ không có thời gian để nấu, rồi thì đến đây thì có súp nè, có một chén súp và một dĩa cơm như vậy, thì chỉ có giá 4 đồng 99 thôi chị. Ăn một cái buổi ăn trưa chỉ có 4 đồng 99 mà thôi. Cho quý vị còn chần chờ gì nữa quý vị thấy không? Quý vị nào mà thường thường mình đi ăn đó, mình thường thường mình đem theo đồ ăn, mình phải hấp microwave ăn, nhiều khi nó khô khan, nhiều khi mình muốn một miếng canh ăn cũng không có. Thì quý vị nào mà nghĩ rằng là chúng ta muốn có một cái buổi ăn trưa thật là nóng nè, đồ ăn nóng, có cơm nóng, có canh nóng, mà một phần ăn trưa như vậy chỉ có 4 đồng 99 mà thôi. Milan không ngờ rẻ như vậy, nhưng mà nói thiệt nha, thì cái chương trình rẻ lên special này 4 đồng 99 này được kéo dài bao nhiêu lâu hả Bích Liên? Dạ em sẽ làm quay để mà phục vụ cho đồng hương của mình tại xứ Mỹ. Dễ thương quá quý vị, một cái người chủ nhân rất là trẻ, xinh đẹp như thế này mà còn lại gửi đến chúng ta một cái chương trình lên special chỉ có 4 đồng 99 mà thôi. Vâng, một lần nữa mời quý vị hãy đến với nhà hàng Caravan 368 nằm trên đường Euclid và Edinger kế bên cạnh nhà hàng Imerobe để chúng ta có được những cái bữa cơm thật là ngon miệng lên special chỉ có 4 đồng 99 cũng như là đặc biệt nhân mùa khai trương một tháng. Thì nhà hàng có cái tôm hùm chỉ có 6 đồng 95 một pound mà thôi. Một lần nữa số điện thoại là 714-426-8082. Dạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cho thưa quý vị, bây giờ đã đến giờ ăn rồi, vì chị Mỹ Lan rất là vui được chủ nhân chị Bích Liên, anh Tuấn Châu, cũng như là đây là người bạn của mình là Long. Chúng ta có một bữa cơm thật là thịnh soạn. Nhưng Mỹ Lan được biết đây là chị Liên nè, đây là cái món vịt quay Bắc Kinh nè, rồi cái món này là điệp xào tứ xiên nè, rồi cái món này là mì hủ tiếu xào cái kiểu Caravan 888 nè, còn kia là cá hấp kiểu Triều Châu, đúng không? Nhưng mà đặc biệt là Mỹ Lan thấy cái món này. Cái món này là cái món mà lúc nãy chị Liên giới thiệu phải không? Có nghĩa là cái món mà tôm hùm, cái tôi quý vị, tôm hùm xào với mì theo kiểu Caravan mà chỉ có 6 đồng 95 cho một pound. Quý vị thấy không? Xào thật là ngon mà chúng ta chỉ tính có 6 đồng 95 cho một pound mà thôi, phải không Bích Liên? Dạ đúng, dạ. Wow, Mỹ Lan thấy đồ ăn rất là thịnh soạn. Anh Tuấn Châu nghĩ như thế nào với những món ăn ngày hôm nay? Thì hôm nay là trên cái bàn như vậy thì thấy toàn là đồ ăn rất là ngon. Thì hy vọng quý khán giả đến, quý cô, bác, anh chị đến ăn một bữa cơm gia đình tại nhà hàng Caravan 368 với những món rất là ngon. Trong tháng đầu thì tôm hùm xào rất là đặc biệt mà chỉ có 6 đồng 95 mà thôi. Thì quý vị Tuấn Châu, chị mong quý vị khán giả đến ủng hộ cho cái nhà hàng này được nhiều người biết tới. Một cái buổi tiệc gia đình thì nếu mà có cứ gọi thẳng cho số nhà hàng. Kính thưa quý vị còn chần chờ gì nữa hay gọi đến cho nhà hàng Caravan 368 với số điện thoại là 714
426-8082 để có thể đặt những cái buổi tiệc gia đình, buổi tiệc sinh nhật, họp mặt, hội đoàn, đoàn thể, vì khung cảnh thật là ấm cúng, thật là trang nhã. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mời ăn. Bây giờ cái cuối cùng là quan trọng rồi ha. Bây giờ trở lại vị trí của mình nè. Cuối cùng là mời, mời quý vị khán giả lên xịt tại nhà hàng Caravan 368 ha. Thủ xịt là à, tại có à, chạm cả áp xịt la. Wow, đúng rồi, chúng ta hãy cùng ăn những cái món ăn của nhà Caravan nha quý vị. Vâng, một lần nữa, một quý vị đến Caravan 368 với địa chỉ là 5015, nằm trên đường Edinger, góc đường Euclid và Edinger, ngay bên cạnh hàng Airbnb nha quý vị. Một lần nữa, số điện thoại 714-426-8082, 714-426-8082. Rồi, chúng ta xịt nha. Xịt la. Caravan 888, Shell Tôm Hùm, tôm hùm mì xào chỉ có 6.95 một bao, lunch special 4.99 và free nước bồ công anh, pha chế đặc biệt giúp lọc gan và hạ đường trong máu. Kính mời quý khách ủng hộ phòng ăn tối vừa mới tân trang Caravan 888 tại nhà hàng Emerald Bay ngay góc Euclid và Edinger với các món hải sản tươi sống bơi lội trong hồ như tôm hùm, cua, cá, ốc vòi voi và tôm đỏ v.v. Đầu bếp Caravan nổi tiếng từ các bến cảng Hồng Kông chắc chắn sẽ nấu hậu quý khách những món ăn khoái khẩu và bổ dưỡng. Đặc biệt có cơm phần gia đình, canh chua cá kho tộ và nhiều món cho từ 2 tới 10 người ăn giá rẻ không ngờ. Caravan 888 nhận tiệc sinh nhật, họp mặt, có sân khấu và sàn nhảy. Caravan 888, địa chỉ 5015 West Edinger Avenue, Sochi, Santa Ana, California 92704. Ở số điện thoại 714-426-8082, 714-426-8082.